chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Trần Nên. Để trở lại chương trình hôm nay cũng vẫn là tiếng hát của Trần Nên gửi đến cô bác cùng quý vị khán giả trích đoạn hai câu tân cổ trong vở cái lương được mang tên là Tướng Cướp Si Tình Tức Lệnh Chi Nã. Ông hãy giữ chiếc nhẫn sòn 11 ly đó, và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chữ yêu thay thế bằng hai tiếng hận thù. Từ bây giờ về sau đừng gặp gỡ trong đời người đàn bà bị mất một bàn tay, đó chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con thú hay con người? Lấy bàn tay của người nuôi dưỡng tình yêu, tiên ơi bình tâm dằn cơn đau buồn. Anh vẫn là anh, vẫn chân chất hiền lương. Nghe lời em kết tội nặng nề, thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta hãm hại, anh sẽ tìm ra vạch mặt hung đồ. Anh xin em chờ quá lạnh lùng mà tội nghiệp cho anh. Thủy Tiên ơi, anh như cánh em trao nghiêng lần xuống phương Nam tránh cơn tuyết giá. Mà em là ánh nắng ban mai, là củi cành xanh lá cho chim nhỏ cô đơn có nơi xây tổ ấm. Thì em chớ vội ra đi biến thành cơn bão cuốn xoáy đời anh vào cơn gió giang hồ. Tình bạn em như mặt hồ phẳng lặng, ai nỡ gây sóng gió ba đào. Thủy Tiên ơi, nếu em nghĩ anh là tên tội phạm, anh sẵn sàng đây, anh sẵn sàng chết trước mặt em nè. Cuộc đời anh lận đận lao đao, dõi mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm. Tình yêu của em như giọt nhành dương kỳ diệu, tươi mắt lòng anh phơi phới tình hồng. Lời kết an của em ngàn dao nhọn, anh rã rời như kẻ bị phân thây. Không, anh không hèn như suy nghĩ của em, anh vô tội. Anh vô tội thì làm sao anh nhận tội chứ? Một kiếp do xương nửa đời ngang dọc, mấy nước chọc trời chưa từng run sợ trước hiểm nguy. Em không tin anh sao em? Lòng anh chân thật, anh không muốn em hiểu lầm để rồi làm tan vỡ tình ta. Tiên ơi còn gì đau đớn xót xa, nhìn em rưng rưng lệ như chào soi
trong hồn. Im đi, ông càng nói càng lộ ra chân tướng. Sự thật thế nào tôi đã rõ căn nguyên. Hỡi thế từ nay mình vĩnh biệt, ôm chặt ân tình trong hận quán truyền. Và chương trình văn nghệ của Trần Đại hôm nay đến đây là hết. Nếu cô bác anh chị có đăng ký kênh của Trần Nên thì Trần Nên xin thành thật cảm ơn và biết ơn nhiều, và xin thân ái kính chào. Anh thuộc cái bài hát này lâu chưa? Bài này thuộc năm nay cũng trên 10 năm. Dạ. Rồi bao lâu rồi anh chưa hát lại bài này? Bài này cũng lâu lắm rồi, tại vì mình ít có ai kêu hát bài này lắm. Dạ. Bài này hồi trước là mình có duyên cớ thì sao mà mình nghe được bài này? Bài này hồi đó cái lúc mà cái thời điểm hồi xưa là Vũ Linh với Cẩm Tiên mới hát nguyên một cái tuần này. Dạ. Nguyên một tuần. Nhưng mà mình thấy cái khúc này nó hay, mình mới chọn ra một cái khúc này mình để mình hát. Anh nghe nguyên một tuần thì anh có hiểu nội dung của tuần này như thế nào không? Cái nội dung của tuần này thì cũng như là Vũ Linh nó đóng cái vai mà Thái Salem á. Thái Salem hồi xưa á. Cũng như là cái nội dung là cũng như là đi ăn cướp rồi thôi, giết người đâu. Ăn cướp đồ của ai? Ăn cướp thì nó chặt cái nguyên một cái bàn tay của là mẹ của người yêu nó, là tức là con Thủy Tiên đó. Thì nó chặt để mà nó lấy chiếc nhẫn hột sòng 11 ly. Hồi đó là chặt tay của mẹ của con Thủy Tiên ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu rồi bắt đầu, bởi vì lúc đó là nó không biết mẹ của con Thủy Tiên. Nó không biết, nó mới chặt nguyên một cái bàn tay để nó lấy cái chiếc nhẫn đó, rồi nó đem về nó mới tặng cho con Thủy Tiên. Đó, đem về tặng dân Thủy Tiên thì cuối cùng thì nó bị lộ ra. Bị lộ ra thì con nhỏ này nó chia tay với người này. Là cái đoạn mà mình vừa mới hát đó là nó là cái đoạn cuối cùng mà chia tay, mà cái lời cuối của Thủy Tiên đóng đó không? Là kết thúc. Nói chung cái đó là nó mới có vô đầu tuồng đó, cái nó còn dài lắm đó. Gì hả? Tuồng nó dài đó hả? Cũng dài lắm. Cái đó nó mới vô đầu tuồng có một khúc à. Bữa nào mình có dịp mình học mình chơi thêm cù la banh luôn nè. Thấy được không? Cũng hay mà, tuồng này ý nghĩa đúng không? Rồi ok, cảm ơn anh.